Mấy con bắt nhầm mầm mò bánh tươi sạch nghe đi có thể không chưa tập trung vào nhé trời rất là hôm nay sẽ có hai nội dung mà chúng ta sẽ đi nốt đã đặc điểm ra công thương với là cái đặc điểm về phát triển thể chất ở trẻ trẻ em thế thì đặc điểm ra công thương thì cái này các bạn đi ba nội dung chính thôi tức là chúng ta sẽ đi xem là ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ đặc biệt là trẻ sơ sinh trẻ nhỏ thì cái đặc điểm cái hệ giai cơ xương nó có cái gì nó đặc điểm nó khác so với cái nhóm trẻ lớn nhá ở đây chúng ta tập trung chủ yếu vào là khác trên ở cái nhóm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nhưng mà cái trẻ lớn thì cái đặc điểm của nó không khác thì không nên người lớn chúng ta khoảng được học trong phần giải phẫu như thế rồi từ mục tiêu thì nó ba mục tiêu rõ ràng rồi thì các bạn sẽ học thêm thì các bạn thấy này ở đây về riêng về trẻ sơ sinh nó cũng riêng nhất định thứ nhất là các biết là ở riêng về trẻ sơ sinh nói riêng và trẻ em nói chung thì cái làn da của trẻ con ấy nó rất là mềm đúng không mịn và người ta vẫn dùng cái từ của người ta gọi là vì là vì trí dung là vì tại sao ở dưới ở cái lớp cái da nó có sự sinh khác so với cái tuổi của ta và cái tuổi nhiều tuổi hơn tức là sao cái lượng nước của nó là nó nhiều rồi đó riêng lượng nước nó nhiều của ai đó thì cái lượng collagen nó cấu tạo nó là thậm chí cho vậy mà da bao giờ cũng rất là căng nhá căng và nó mịn đấy hai nữa là gì những tuyến như là tuyến mồ hôi và những tuyến tuyến da thì bởi vì nó trẻ sơ sinh thì nó hoạt động chưa tốt và cấu tạo nó cũng chưa hoàn thiện như vậy ở cái nhóm trẻ này thì nó rất hay có những hiện tượng liên quan đến các tổn thương ở da như là viêm da nhá và các bạn đi ở những một số những cái phòng ở trên viện nhi các bạn thấy là sao nó rất hay có tình trạng là gì tràn cơ địa này rồi ở trẻ con một số đứa da nó có viêm da mủ này rồi có những cái nhọt này đấy rồi sao tổn thương da như kiểu là nó bị loét rồi những cái cầu đấy là những tổn thương da mà chúng ta hay gặp ở trẻ con vì sao vì cái hệ miễn dịch ở da ở trẻ con này nó miễn dịch thì nó hoạt động chưa tốt so với tổn thương da ở người lớn thì có hai hiện tượng nhất là hiện tượng liên quan đến những viêm như tại chỗ do miễn dịch nó yếu cái thứ hai nữa có ba cái đặc điểm mà nó chỉ có ở trẻ sơ sinh mới có ở người da đó là cái hiện tượng đầu tiên là cái chất gây này thì nó sẽ tồn tại ở trên bề mặt da của đứa trẻ trong khoảng 2 và nó tồn tại đến khi nó ra đời khoảng 1 đến 2 ngày thì cái chất này nó đặc trưng của nó thì nó sẽ là cái chất nó quan sờ vào nó như sắt hoặc là các bạn nào mà sờ vào cái đấy nó tương tự như thế nó không tan trong nước nó màu hơi ngà ngà trắng bản chất của nó là lipoprotein cộng với tế bào da nó chết nó mong ra thành cái tổn thương đấy gọi là chất gây thì các bạn sẽ nhìn thấy ở trẻ sơ sinh sau khi đẻ ra thì nó sẽ ra một lớp như thế cái lớp đấy nó sẽ tác dụng là gì là bảo vệ da cái thứ hai nữa là người ta cũng đưa ra một số giả thuyết là cái đấy nó có thể là chất mà nó làm tác dụng là dinh dưỡng cho da trong một hai ngày đầu đấy còn cái chất đấy các bạn phóng đi thì nó sẽ hết hoặc là các bạn lấy khăn lau đi thì nó sẽ hết đấy là cái hiện tượng đầu tiên là hiện tượng chất gây nó đặc trưng ở trẻ sơ sinh cái hiện tượng thứ hai đó là cái hiện tượng là đỏ da sinh lý thì cái đỏ da sinh lý này nó cũng xuất hiện ở trẻ sơ sinh nó thường bị từ ngày thứ nhất đến ngày thứ hai sau khi sinh ra và đứa trẻ càng đẻ non thì cái hiện tượng đỏ da nó càng thể hiện rõ các bạn nhìn thấy da của đứa trẻ đẻ da nó một hai ngày nó đỏ như nó không được đỏ như thế thì người ta hiện tượng là đỏ da sinh lý và cái hiện tượng chất gây hiện tượng đỏ da sinh lý này nó vì nó là sinh lý do vậy mà nó không ảnh hưởng gì đến đứa trẻ cả nhá đứa trẻ hoàn toàn bình thường ăn uống bình thường ngủ bình thường và ăn cân bình thường đấy là cái hiện tượng của trẻ sơ sinh còn cái hiện tượng lớn mà hay gặp hơn trên lâm sàng cũng là hay để ý hơn vì nó liên quan đến bệnh lý đó là bệnh lý vàng da sơ sinh thế thì cái vàng da sinh lý này nó xảy ra khi nào nhá tại sao nó lại xảy ra hiện tượng vàng da sinh lý thì các bạn biết là trong thời kỳ bào thai cơ thể của bào thai được nuôi bởi là cái hemoglobin trong máu là hemoglobin F nhá các bạn biết rồi thì sau khi ra đời xong thì hemoglobin F nó không tồn tại được đâu nó phải thay thế bằng hemoglobin
thao rồi nhá. Như vậy trong quá trình làm sao đứa trẻ nó bị nó cứ thấy như thế thì cái hình mô của mình ghép nó bị tan ra và nó sinh ra cái chất gọi là bilirubin nhá. Thế nên như vậy các bạn thấy là gì, nguyên tắc là tất cả đứa trẻ nó đều xảy ra nó đều có hiện tượng tan máu, và tan máu đấy nó là gây vàng da đúng không. Thế thì chúng ta có thể gặp vàng da gì ở tất tần tật các đứa trẻ. Thế nhưng mức độ vàng da như thế nào thì chúng ta nhận được có mắt thường đúng không, thì như vậy chúng ta biết rằng đứa trẻ có vàng da. Thế thì khoảng tầm 90% đứa trẻ con là nó có hiện tượng vàng da như thế. Vàng thì rất là nhẹ nhàng thôi, nó chỉ vàng ở vùng mặt này nhá, vàng là vàng sáng, vàng ở vùng mặt có thể lan lên vùng cổ và vàng sao vùng trên ngực, xuất hiện từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 sau sinh, có thể kéo dài đến 10 ngày đúng không. Thì như thế hầu như em không để ý đâu, khi mà để ý nó nhưng có hiện tượng một cái hiện tượng ngược lại, đó là hiện tượng cũng là vàng da nhưng nó là vàng da bệnh lý. Thì cái vàng da bệnh lý này nó có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ trong trường mà nó bị vàng da quá nhiều, cái nồng độ bilirubin nó tăng quá ra trong máu và dẫn đến tình trạng là vàng da nhân. Nếu mà đã vàng da nhân rồi thì là một hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đứa trẻ béo dễ tăng nó có thể chết ngay cái lúc thời điểm nó xuất sinh, hoặc nếu không chết thì gây tình trạng tai nạn thì nó rất là khổ. Thế thì như vậy làm thế nào để chúng ta phân biệt được cái vàng da sinh lý bệnh lý, cái này là cái khó đúng không. Thế thì các bạn thấy là cái đối chiếu với tiêu chuẩn vàng da sinh lý là sao, ngày thứ hai đến ngày thứ bảy đúng không, vàng nhẹ được thường chỉ ở vùng 1-2 thế thôi. Thế còn tất cả những cái khác nó đều quy nó là vàng da sinh lý. Ví dụ người ta vàng da sợi quá sớm có thể trong 48 giờ hoặc thậm chí trong 20 giờ đầu có thể xuất vàng da đúng không. Khi vàng da đứa trẻ nó bỏ bú nhá, còn làm sao nó không ngoan, nó bú kém, nó quấy khóc nhiều, đấy là hiện tượng da chúng ta phải nghĩ đến tốc độ. Và cái tốc độ vàng da quá nhanh, ví dụ sáng là chúng ta nhìn thấy vàng mặt, chiều thôi thấy có thể vàng ở phụ, ngày hôm sau thấy vàng ở bắp chân đùi rồi, thế thì hiện tượng đấy là hiện tượng vàng da bệnh lý nhá. Do vậy đó là sinh lý thì gặp tất cả đứa trẻ rồi, thế nhưng mà chúng ta làm sao để phân biệt được hiện tượng vàng da sinh lý thì đấy là một cái chúng ta cần đi học chưa làm sao. Vì cái quan niệm của người Việt Nam thì ở một số vùng bây giờ đỡ hơn, nhưng một số vùng vẫn có quan niệm là sau khi mà mẹ sinh ra là thường để và mẹ và em bé phòng phòng rất là kín, hầu như là dùng video hoặc là dùng đèn chạy gì hết cũng không cho ai vào thăm cả nhá. Và chính vì cái tình trạng như vậy có rất nhiều đứa trẻ khi mà nó bỏ bú rồi nó đòi đi khám, thì khi bỏ bú đi khám thấy con ra ngoài thì thấy là đứa trẻ đã khám rất là nhiều, thì lúc đấy có một trường hợp thứ hai nữa là vì ta biết là hiện tượng vàng da sinh lý của con. Do vậy nhiều những người thường ở đây là liên quan đến những hộ sinh nhá, hoặc là những người có thể khám cho được ăn bé, hoặc là các bác sĩ ở những tuyến dưới, những tuyến trạm y tế xã, thì tất cả cái vàng da đều gọi là sinh lý, thì nó lại làm nó lại mà một cái lửa là khó đúng không. Trong khi đó thì không có nhận ra được thì có thể sao, có thể có những gì rất nặng nề. Thì chúng ta lưu ý đó là sinh lý thì nó chỉ nằm trong một giới hạn nhất định thôi, và nằm ngoài đó hạn đấy thì chúng ta phải xem xét trẻ này có cần phải can thiệp gì hay không. Thì đấy là cái hiện tượng, ba cái hiện tượng ở trẻ sơ sinh mà chúng ta cần phải lưu ý. Những cái đặc điểm của da khác liên quan đến cấu tạo của da, thì cái lớp mỡ trên da này thì các bạn đã biết rồi, các bạn đo lớp mỡ trên da chưa, chưa đo được á, thì các bạn đi qua một số bạn đang học về ăn da rồi đi. Cái lớp mỡ trên da là các bạn nhá, các bạn có thể đo ở nhiều vị trí, ví dụ như đo ở bụng này, đo ở đầu cơ tam đầu, ở cánh tay này, hoặc là đo ở mông, để mục đích chúng ta đo lên để xác định đứa trẻ này có bị dinh dưỡng có vấn đề hay không, để nhận dinh dưỡng. Thì chúng ta đo chúng ta nó không có gì đâu, chúng ta kéo chúng ta lên nhé, kéo chúng ta lên khoảng cái tổ chức ở dưới ở cái phần cơ, và chúng ta đo cái bề dày của cái lớp lớp kéo này đó như này. Bên dày của cái xương da thì nó là lớp mỡ da, mà lúc chúng ta kéo là kéo theo chiều ngang ấy, còn chúng ta bảo thắng cái dấu hiệu nước mà thắng cái hạt bạc, thắng chiều ngang, xem là nó là mấy phân, đi mét thì đôi ra, chưa? Cái đặc điểm nữa là liên quan đến cái tổ chức ở dưới da, đó là cái hệ thống lông, lông tơ nhá. Thì càng trẻ non thì cái hệ thống lông tơ nó càng nhiều, và
Còn như tôi nhớ bây giờ mình xong cái tiêu chuẩn trẻ non, về chuẩn đoán tuổi thai có một cái lớp tơ thôi, một tiêu chuẩn đúng không? Đấy, trẻ nhiều lớp tơ trên người được đưa vào cái nhóm tuổi là gì? Tuổi thai thấp. Và cuối cùng nữa là cái đặc điểm của da thì đã nói rồi, là cái bề mặt của da ở trẻ em so với trọng lượng thì nó cao hơn so với người lớn. Cái này chúng ta biết, chúng ta lưu ý một số những loại thuốc mà chúng ta dùng qua đường da ở trẻ em, chúng ta bôi thuốc cho trong những trẻ sơ sinh, nó có rất nhiều các bà mẹ mà hay dùng cái thuốc mà gọi là thuốc corticosteroid, cái Emovac đúng không? Còn gen sinh xuân để bôi vào mặt thì đứa trẻ nó bị trào này nhá. Thì chúng ta phải lưu ý sao? Vì trong cái diện tích da của đứa trẻ nó so với cơ thể của nó lớn hơn so với người lớn, do vậy nếu chúng ta bôi một thuốc hấp thu vào da này, cẩn thận đứa trẻ quá liều, thì đấy là cái đặc trưng chúng ta lưu ý. Cái thứ hai nữa liên quan đến một số những cái bệnh lý mà các bạn có thể gặp trên lâm sàng, ví dụ như sao, đứa trẻ nó hay viêm da thì nói rồi, đứa trẻ nó hay hạ thân nhiệt đúng không, nó hay bị sao tăng thân nhiệt quá mức hay bị hạ thân nhiệt, là vì cái chức năng điều nhiệt của trẻ ở da của trẻ nhỏ và tiền thể sơ sinh nó hoạt động chưa tốt. Vì chức năng điều nhiệt thì nó phụ thuộc vào thì liên quan đến một số cái tuyến, ví dụ như là cái tuyến liên quan đến cái lỗ chân lông là nó mở ra hay nó đóng lại, đấy là có thể là cái thực vật nó điều khiển. Hoặc cái thậm chí những cái bao mạch ở ngoài vi, là bây giờ tay ở chân cũng có hệ thần kinh thực vật nó điều khiển. Thế khi mà cái hệ thần kinh thực vật nó hoạt động chưa tốt, ví dụ trong trường chúng ta ủ đứa trẻ quá mức đúng không, thì sao thì cái thân thể đứa trẻ nó có thể nâng lên, nó có thể cao hơn bình thường. Đấy, nhiều điều vào mẹ sao những cái là mùa hè hoặc là mùa đông nó ủ nhiều quần áo quá, hãy để trong phòng kín mà như thế này phòng cái đường tiêu hóa nó đến 2-2.7 độ, thì khi chúng ta ủ nhiều quá thì sao, thì nó rất là mạnh động đứa trẻ có thể sốt. Thế khi chúng ta sờ đấy sẽ sốt, nhưng mà nó phải lấy bớt quần áo ra thì nó có thể áp bình thường. Thế là cái hiện tượng về tăng thân nhiệt ở trẻ con có thể gặp. Một hiện tượng nó hay gặp nữa là gì? Là hiện tượng tăng thân nhiệt. Cũng vì sao? Vì cái lớp dưới da của trẻ con, đặc biệt là trẻ sơ sinh trẻ non, nó rất là mỏng, hầu như nó không có. Thế do vậy cái hiện tượng tăng thân nhiệt có thể là mất nhiệt qua cái tình trạng là sao? Trở lạnh quá mất nhiệt. Và cái hiện tượng này nó hay gặp nhất ở trẻ sơ sinh trẻ con. Kèm theo hiện tượng tăng thân nhiệt đó là hạ đường huyết, thì nó lại càng làm cho đứa trẻ càng nặng hơn. Thì những cái này liên quan đến cái việc chúng ta chăm sóc đứa bé sơ sinh. Đặc biệt là sao ở nước chúng ta, đất nước nó có thời tiết lạnh và mùa đông, chúng ta vận chuyển bệnh nhân từ những cái chuyến đường biển lên phía trên này, nha, đi một ngày đường từ Điện Biên vào Lai Châu xuống này có thể mất khoảng 2-3 tiếng, thì trên đường như vậy có thể tạo được nó hạ công việc, nó hạ được cái công việc trên, thì những cái này cái chúng ta cần lên ý để chúng ta áp dụng cái thực tế lâm sàng điều trị bệnh nhân nó tốt. Cái thứ hai liên quan là chúng ta biết làm cái chuyện khác, đó là cái hệ cơ. Thế cơ của trẻ em thì các bạn sẽ tham khảo thêm trong cái giáo khoa, nhưng nói chung là cái này về đặc điểm cấu tạo thì nó tương tự như là các thành phần khác của trẻ con thôi, đó là hệ cơ nó cũng chiếm lượng tỷ lệ nước trong cơ, nó cũng chiếm tỷ lệ rất là cao, cao hơn rất nhiều so với người lớn nhá. Và tất nhiên rồi, về tổ chức của về dày cơ hay là tổ chức cấu tạo của cơ thì nó sẽ nặng hơn về cái này được nặng hơn thì so với các nước lớn thì nó sẽ tăng được kích thước lên. Nó cái khác này chúng ta cần lưu ý này, hệ cơ trẻ em nó sẽ có sự phát triển qua từng thời kỳ một, và mỗi một thời kỳ sẽ ưu tiên phát triển từng vùng cơ khác nhau. Tôi lấy ví dụ cho bạn nhé, ở trẻ sơ sinh đẻ ra cho đến khoảng tầm 5-6 tháng tuổi nào, thì cái động tác của nó chính là động tác là sao? Cua tay cua chân đúng không? Tay chân chỉ cua thôi. Do cái động tác của tay cua chân như vậy thì vô hình chung nó sẽ làm cho cái cơ kèm theo cái phát triển. Ví dụ sao cái cơ cánh tay, cơ ngực nhá, cơ cẳng tay, ở chân thì là gì, là cơ mông, cơ đùi nhá, những cái vùng cơ này nó sẽ phát triển trước. Và đến cái thời kỳ đứa trẻ bắt đầu biết đi thì sao, nó sẽ phát triển mạnh với vùng cơ liên quan đến cơ mông, cơ đùi. Khi đứa trẻ bắt đầu khoảng 2-3 tuổi nào, thì đứa trẻ bắt đầu cái động tác đầu tiên nó sẽ là cầm cái đồ vật đúng không, cầm đồ vật thì bắt đầu đứa trẻ cầm đồ vật như thế nào, nó có cầm được bằng hai đầu ngón tay chúng ta cầm nó một ngón tay đó, đầu tiên nó cầm cả nắm tay đúng không, chứ chúng ta cầm nắm có thể chúng ta lấy đưa cả tay và nắm cả tay được. Thế nên do vậy khi mà cái lứa tuổi nhỏ như vậy thì cơ thể cơ nó chưa phát triển, đó là cái cơ giang đốt bàn tay nó chưa phát triển, và những động tác tinh của đứa trẻ nó sẽ hình thành khi cùng với cái chuyện là đứa trẻ tập luyện cầm nắm hàng ngày rồi
cầm bút của các thứ và kèm theo sự đó là gì, cơ da bớt và tay phát triển, và cái cơ da bớt và tay nó phát triển bắt đầu phát triển mạnh nhất vào cái thời kỳ tầm 4, 5, 6 tuổi đi là nó phát triển. Và chính vì cái sự phát triển của cơ nó đến cái thời điểm này nó phát triển, các bạn người ta ứng dụng trên thực tế là sao, người ta bắt đầu con đứa trẻ luyện biết chữ này vào cái lứa tuổi khoảng tầm 4, 5 tuổi trở lên. Và những cái môn khác ví dụ như nó cần cái sự hoạt động của đôi tay, nhất là các ngón tay sẽ rất là tinh vi, ví dụ như là học đàn nhạc thì người ta cần phải bắt đầu cho đứa trẻ học đàn từ khi bắt đầu tầm 5 tuổi khoảng tuổi trở lên là bắt đầu học đàn rồi. Còn lớn nhỏ hơn thì nó học nó không quan trọng, bởi vì bản thân cái cơ chưa phát triển, tay nó không được được đấy. Thế còn có một số những trường đặc biệt cũng nói gì, lúc nào qua xem cái clip mà của cái cậu bé từ Việt Nam 4 tuổi ở đây đâu chưa? Thấy chưa? Cậu bé là ở trường nào thì cũng có, nhưng mà thấy cái clip luôn rất là rõ đúng không? 4 tuổi ở anh Tiên Đông cũng khác thì các là các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nha thì ở đây là cái ứng dụng thế thân lực tôi vào trên trong công bộ rồi. Thì chúng ta cần lưu ý vậy. Và đến cái tuổi mà các bạn biết rồi, khi chúng ta bước vào tuổi dậy thì nhờ sự tăng cường hormone trong cơ thể, đặc biệt là hormone estrogen ở nam và phụ nữ và testosterone ở nam giới, thì về hệ cơ của cả hai giới nó có sự phát triển vượt bậc, là sao tăng rất nhanh về kích thước và về trọng lượng trong thời gian này. Thế trong thời gian này sao khi dậy thì rồi thì các bạn nam họ vẫn thường sao tổ chức các hoạt động, thì lúc này nó sẽ là điều kiện để cho cái hệ cơ nó phát triển nhá. Và cái lúc thời gian khoảng tầm 14-15 đến khoảng tầm 20 tuổi là cái lúc mà nó làm cái thời gian phát triển mạnh nhất. Nếu mà các bạn nào mà muốn chú trọng vào phát triển thể hình hoặc là về liên quan đến những cái môn như là chúng ta thì những lứa tuổi này là lứa tuổi cần đầu tư. Thế còn bây giờ những bạn bây giờ 22 đấy nhỉ, 22 rồi, bây giờ có tập thể có liệu có được gì đấy đó, có đúng không? Có, nhưng mà để ở môn kia đấy chắc là khó lắm. Rồi liên quan đến đặc điểm của cái cơ ấy, có một cái nữa là người ta thường thấy là sao, cơ ở bên tay trái và tay phải sẽ mạnh hơn tay trái nhá. Và sao nói chung là có một cách gọi là chung chung một chút là cơ của nam giới thường thường mạnh hơn nữ giới, đúng không? Chúng ta đã thấy thôi, nhưng về đặc điểm chung của cái hệ cơ thì nó chỉ có sự khác biệt như vậy thôi. Còn cái cách khác thì bạn học trong phần chi phí rồi thì mình cố gắng áp dụng ra nhá. Về cái hệ nó là hệ xương, chúng ta sẽ đưa qua ba cái phần đa cơ của xương. Xương thì các bạn đều biết là ở trong thời kỳ bào thai thì cái cơ thể thứ nuôi của những nguồn máu khác nhau, đúng không? Các nhau giữa phần trên và phần dưới cơ thể. Phần trên thì nuôi vào cái máu đỏ tươi nhá, do cái tổ chức bào thai đưa vào qua cơ thể nó đẩy lên phần trên. Còn phần dưới tạo nó được pha trộn, pha trộn qua hai chỗ là một là lỗ hổ bụng, cái thứ hai là qua ống nội mạch. Thì trong cái phần bào thai, thời kỳ bào thai như vậy, nó làm cho cái phần đầu của cơ thể phát triển to hơn so với phần dưới cơ thể nhá. Do vậy khi đứa trẻ nó quanh trong quá trình là chuyển dạ thì thường thường tại nếu như đứa trẻ nào đã quên rồi hay là đã quên được rồi thì kiểu người ta quên được cái phần thân này, bởi vì phần đầu là phần to nhất nhá. Trong cái bào thai đặc trưng nói đến phần đầu là phần nhất cơ thể. Thế thì về mặt đặc điểm liên quan đến giải phẫu cấu tạo của tế bào thì không nói nữa, vì các bạn biết rồi là nó liên quan đến tạo ra nhiều nước nhá và ít nước khoáng trong xương. Qua nhìn thấy là sao, trong bào thai cái riêng nó cái xương không của thai nhi mà nước nó chiếm đến 60%, sau đó nước khoáng rất là thấp và dần dần khi mà ra đời thì đứa trẻ nó có sự hoạt động này, rồi nó có sự lớn lên và cái lượng nước ở trong xương nó giảm dần đi thay bằng sao của cấu tạo của xương. Thế thì cái này nó là chung và cũng chung được. Ở đây một cái khác này là về liên quan đến tính cấu tạo và sự phát triển của xương, thì ở trẻ em nó có hai cái yếu tố mà nó sẽ có là yếu tố quyết định liên quan đến một cái tính cấu tạo. Ví dụ cái màng xương ở trẻ nhỏ là cái màng xương rất là dày và nó đang phát triển,
và trong cái thời kỳ màng xương này, trong cái thời kỳ phát triển này thì cái tế bào tạo phúc hào nó sẽ mạnh hơn rất rất nhiều so với những người phương bào, đúng không? Thế đến tuổi của các bạn ạ, thì có thể là tạo phúc hào của phương bào nó hoàn toàn nhau đến tuổi của tôi mà thì tạo phúc hào có thể phát triển yếu hơn khi bị phương bào rồi, bắt đầu đưa vào thời kỳ loãng xương, đúng không? Thế thì chính vì vậy mà cái màng xương phát triển mạnh, cái tạo phúc hào phát triển mạnh, do vậy ở trẻ em nó không gây đến đâu cái gì gãy xương hay là không, trẻ con không phải rất là nhiều, đúng không? Rồi ta không may là gãy xương, gãy xương thì nếu mà nó gãy ở cái chỗ vị trí xương ở giữa hạn thì tôi nó gọi là gãy gãy tươi thì nó không sao, vì là gãy gãy ở trẻ con ít thì gãy mà có thể gãy xương là gãy mở, đúng không? Vì cái màng xương dày và gãy xương thì khả năng phân của ra khỏi màng xương và thường chúng ta có một cái trẻ con nó liền rất nhanh khoảng 2 tuần nó liền thôi, đúng không? Nhưng ở trẻ con nó liền không may là nếu như gãy phải cái phần xương gãy mở nhá thì nó sẽ hiện tượng là chi to nên là bên đó là gãy xương kết hợp nhưng chúng ta phải can thiệp vào cái phần đấy, ví dụ như là cổ ra để đóng tinh là nó cứng lắm thì rất là khổ với trẻ con là chi nó ở tay vô cao vô chứa nhưng nếu nó ở chân thì lại rất là khổ, con này chỉnh hình các ví dụ có thể bàn khổ vô cùng nhá. Thế là vậy chúng ta lưu ý đối với các bạn làm trẻ nhỏ và nói cố gắng làm sao mình tạo được cái môi trường chơi nó thật là an toàn. Cái đặc điểm nữa ở cái hệ xương ấy, đó là cái sự phân hóa của xương. Các bạn biết là gì? Bắt đầu ở cái vùng điểm mà nối giữa các khớp kết hợp, đầu xương dài nó sẽ kết hợp thì trong quá trình phát triển cái sự phân hóa xương dần dần. Và người ta cũng thấy là ta ứng dụng được cái nhận thức cái điểm phân hóa để người ta chẩn đoán tuổi của trẻ. So với cái tuổi tính theo ngày là từ lúc sinh ra đến lúc thì tuổi và tuổi xương. Thế thường thì sao? Cái tuổi xương với tuổi thực này nó phải bằng nhau thì đứa trẻ nó phát triển tốt, nhưng tuy nhiên cũng có một số bệnh lý sao? Bệnh lý là gì? Bệnh lý suy giáp rồi bệnh lý gì tăng sản lượng thực phẩm sinh, đúng không? Rồi sao bệnh lý liên quan đến những hormone như là sao dậy thì sớm có không? Có đúng không? Có thể làm cho cái hệ xương không hóa sớm. Thì các bạn nhìn thấy tất cả em thấy là ở trong cái phần người ta hai thực chất để làm tuổi xương đó là cái xương cổ tay, nó có 8 cái xương tham tập tham thêm cả móc đúng không? Hả? Chưa gì? À, chưa gì nữa. Thầy đang ngoài cửa là người ta để làm cái gì không? Rồi. Thế còn cái vị trí của xương móc ở nào không? Gần ngón út. Ở đâu? Ở ô thì một cái. Ở ô đúng rồi. Nhá. Thế chúng ta chỉ phải nhớ được cái xương móc thôi, những cái vị trí có xương. Thì khi đứa trẻ. Đây này. Thì khi đứa trẻ mà nó 3-6 tháng tuổi thì cái xương móc là cái xương nó sẽ là phân hóa, đúng không? Thế thôi vậy chúng ta bảo là đứa trẻ này khoảng 8 tuổi, đúng không? 8 tuổi thì nếu chung thấy cái xương đầu nó khó rồi thì thế nào? Một là phân hóa sớm trong 2 là sao? 2 là 2 năm tuổi lận lận trong thi cử, trong thi đấu thể thao, đúng không? Hoặc là dậy thì sớm, đúng không? Thôi thì mình nhìn thấy các bạn đi lâm sàng quan trọng thêm nhá. Tuy nhiên người ta bao giờ mong muốn hết là rằng cái tuổi xương họ tuổi xương, bởi vì những cái đứa mà nó phân hóa xương sớm thì nó phải có nguyên nhân thường là gì? Có tăng hóc môn tăng trưởng, ví dụ là có thể là testosterone nào, thì khi trong trường mà tăng hóc môn đấy thì nó sẽ làm cái xương phân hóa sớm, thì những đứa trẻ nó có thể có cao hơn tạo nữa, nhưng mà đến cái tuổi trưởng thành nó sẽ lùn hơn, thì đấy là cái nguyên tắc cần cần phải lưu ý. Xương thì cái này nó còn cái nữa là chúng ta lưu ý cái xương liên quan đến cái xương để xương đấy, xương thì nó sẽ liên quan đến cái bệnh lý gọi là xương hấp của ta, là xương sản. Các bạn hình dung cái xương sườn nó cũng như là một cái ô ấy, cái cột sống chẳng hạn thì nó sẽ là cái trục của cái ô, cái xương sườn nó sẽ là cái ô. Thế thì khi các bạn thấy nếu như trong trường hợp mà cái xương sườn nó nằm ngang như này, còn trẻ nhỏ là xương sườn nằm ngang đúng không? Thế thì khi đứa trẻ nó khó thở, nó muốn tăng cái thể tích của nó hít thở lên thì nó sẽ có hiện tượng là tăng, nó hít sâu vào đúng không? Và cái xương sườn nó thở ra để tăng lên, nó sẽ bị sườn thở. Thế nhưng mà trong giờ cái xương sườn của trẻ con nó đã nằm ngang rồi thì nó không lên được nữa. Do vậy
do vậy nó sẽ có cái là nó phải tăng lên ít cái độ sức ép của tuyến xương phải xóa cơ phải xóa đúng không, và sao còn là tăng cái tầng của tổng đấy. Thế thì do vậy ở trẻ em khi mà nó có suy hấp thường là rất nhanh nhá. Còn ở trẻ lớn và người lớn nó khác là sao, cái xương sườn bản chất của nó là xuôi này, đến khi mà nó cần hít sâu vào, nó hít sâu được rất mạnh, cái xương sườn đẩy lên nó làm hít sâu nó giảm cái tình trạng đấy là cái đặc trưng của trẻ em. Do vậy ở trẻ em nó sẽ có hiện tượng là gì, có thích nghi trẻ với suy hấp nha, vì cái xương sườn nó ngang nó hít vào nó khó hít, thì đấy là cái đặc điểm chung của chúng ta cần nhớ thêm một cái hành tinh ở trẻ nhỏ. Đến một cái phần nữa là liên quan đến tuổi mọc răng. Thường thì người ta nói thế này, đứa trẻ nó khoảng tầm 4 tháng bắt đầu nó có hiện tượng mọc răng, và người ta đưa ra một công thức là sao, cơ tính cái số răng của đứa trẻ các bạn số tuổi, số tháng tuổi trừ 4. Thì công thức này các bạn nhớ chút nhé, ví dụ đứa trẻ khoảng 15 tháng hả, thì ước tính có 25, 11 cái đúng không, tối đa đứa trẻ có 25 28 cái 28 28 là bằng đến của bạn nhá, cộng 8 cộng 4 trên 5 khôn tức là 32, trẻ con nó chỉ có 20 thôi, hô con hào nó chỉ có 20 cái thôi, 20 cái nhá, 10 cái rồi. Cái phần này là cái phần liên quan đến cái đặc điểm của da cơ xương, thì trong cái năm qua các bạn đầy đủ hết rồi, thì cố gắng học kỹ rồi, trách nhiệm không trừ gì hết nhá. Rồi ok, các bạn có câu hỏi, có câu hỏi gì không, còn mấy tuần nữa là thi nhỉ? Hai tuần nữa. Thế thi sẽ thi vào tuần nào, tuần 20 là thi nhỉ? 18 tháng 6 18 tháng 6 18 là ngày lấy thứ bảy hơn 2 tuần. Tuần đấy thì tuần đấy thì tao có gì mà Thank you.